Chào tất cả các bạn và thầy cô đang nghe các buổi thuyết trình của mình tên là Lê Hữu Chí, học sắp lên lớp 7 ở học trường trung học cơ sở Tân Đức. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và thầy cô một chương trình tên là Space War, có nghĩa là chiến tranh không gian. Thì khi chạy chương trình này lên thì sẽ có một cái nút play ở đây và con tàu ở đây. Ví dụ bạn kích chuột để cho con tàu này nó nhảy lên, thì bạn đụng vô cái lằn đỏ dưới, hai cái lằn đỏ ở trên hoặc là lằn ở dưới sẽ có chữ game over hiện ra, có nghĩa là bạn đã bị thua, các bạn phải chơi lại. Ở đây có hai cái lằn đỏ nữa, tượng trưng cho con quái vật đang tấn công mình sẽ không được chạm vô, nếu không mình vẫn sẽ bị thua. Còn ở chơi có một cái số ở trên chợ, ở trên đặt ở gần con quái vật, cái đó là số mạng của con quái vật. Khi mà mình bắn hết số mạng, mình sẽ điều khiển con tàu bắn hết số mạng của con quái vật, lúc đó sẽ có chữ victory hiện ra, thể hiện là việc mình đã thắng. Trong chương trình này con thấy là phần khó nhất là con làm cái viên đạn bắn ra. Con làm rồi, con thử nghiệm rất nhiều cách khác nhau nhưng mà con chỉ làm được cái cách theo cái cách cũ thôi, chứ con có nhiều ý tưởng hơn ban đầu nhưng mà không thực hiện được. Còn phần lệnh con thích nhất là phần lệnh mà con tàu bắn ra được laser để phản kháng này con quái vật, chứ không phải là chỉ biết nhảy không như bình thường. Con cảm ơn thầy và các bạn đã tham gia buổi thuyết trình, con xem buổi thuyết trình của con, mời thầy và các bạn nhận xét. Hữu Chí bổ sung cho thầy một cái phần thông tin, đó là giải thích cho thầy một cái chức năng lập trình nổi bật mà con thích nhất. Chức năng lập trình nổi bật con thích nhất là con tàu có thể bắn được phản kháng ăn quái vật, chứ không phải là không. Con nên là công việc mình làm code đó nè, làm code mà nói chung code đó còn để đâu mà còn không biết. Con cứ bình tĩnh con tìm lại. Nó có thời gian. Con còn bỏ ở đây rồi đó, đây nè thầy, con nó để con cái này để cho nó di chuyển liên tục di chuyển tới. Rồi còn đây đoạn có mà khi mà nó chạm trúng con quái vật hoặc là nó đi hết ra khỏi màn hình thì nó sẽ quay trở lại con tàu, vị trí của con tàu. À rồi, tức là cái viên đạn này sẽ đến con quái vật rồi thì lại quay trở lại bên tàu và đi tiếp luôn, đúng không nhỉ? Không cần ấn nút gì đó, đúng không? À, nếu mình nhớ mình bắn trượt thì sao? Có trường hợp mình bắn trượt không? Bắn trượt thì đợi khi mình phải đợi tới lượt tiếp theo rồi. À rồi, ok, rồi, cảm ơn chị. Thầy mời bạn Nguyễn Quân nhận xét bài làm cho bạn. Dạ, con thấy bài làm của bạn cũng được, bạn trình bày cũng rõ từng ý, nhưng mà con thấy là bạn nên thêm vài chức năng nữa, ví dụ như là có thể là chơi lại nếu mà thua. Mình xin hết. Rồi, cảm ơn Quân. Cảm ơn phần đóng góp của Quân. Bạn nào muốn nhận xét thì cứ giơ tay nhé. Thầy chốt là thầy gọi một bạn thôi, nhưng mà nếu bạn nào muốn nhận xét thì cứ giơ tay lên. Rồi, thầy nhận xét bài làm của bạn Chí thì thầy thấy là cái ý tưởng của bạn Chí cũng khá là hay và sáng tạo đấy. Đó. Đó là một ý tưởng ở trong không gian, đúng không ạ? Thứ hai là cái phần hình ảnh của Chí thì thực hiện khá là phù hợp. Đó. Thứ tiếp theo đó là cái phần một số những cái phần mà lưu ý, góp ý của thầy. Thứ nhất thì là game của con thì nếu như mà tính cái phần xác định va chạm ấy, thì thầy thấy là có vẻ như là hơi khó, có vẻ như hơi khó bởi vì là hai cái viên đạn của quái vật bắn ra thì hơi gần nhau thì phải đó, thì con chính tránh khá là vất vả đúng không nhỉ, thì mình có thể điều chỉnh làm sao đấy để cho hai viên đạn nó tách xa nhau một chút nữa, hoàn toàn là màn hình của mình mà đúng không, màn hình của mình thì mình có thể là kéo giãn nó ra một chút xíu nữa cũng được, hoặc là con điều chỉnh làm sao đấy cái hành động nhảy của con tàu ấy nó có thể là hay nhảy nó
với khoảng cách nó bé hơn một chút đó, thì game của con nó sẽ dễ hơn đó. Thì sau này đương nhiên là nếu như mà con thực hành thêm những cái chức năng qua màn hay là đối với một số những cái phần nâng cao hơn nữa ấy, đó thì con có thể kéo hẹp thu hẹp lại để làm sao game của con nó khó dần đấy. Đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là con nên làm cho hình nền nó di chuyển đó, bởi vì là tàu vũ trụ bay trong không gian thì đương nhiên là hình nền của nó phải phải phải, phải di chuyển một chút đúng không, chứ không thể nào hình nền mà đứng yên được đúng không ạ. Đấy, cái game lái tàu vũ trụ của chúng ta thì chưa có phần hình nền di chuyển đúng không ạ. Đấy, nhưng mà đối với game này thì thoải mái là các bạn có thể vẽ hình nền lên nhau, sau đó các bạn thực hành cái phần hình nền di chuyển giống như game Flappy Bird được đúng không? Đó. Thì game của Chí cũng có cũng thiếu một số những cái nội dung kiến thức, tuy nhiên là thầy thấy là ý tưởng khá sáng tạo và cũng có sự cố gắng trong học tập. Bây giờ là tạm thời thầy đánh giá Chí ở mức đạt nhé. Hữu Chí có thể là gửi lại cho thầy cái tên game ở trong phần meeting chat. Đó, thì để thầy lưu lại cái tên game của con. Rồi, chúc mừng Hữu Chí đã hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình.